Bữa nay thì hai chị em Khánh với Tiền đi mình đâu có lấy trái liền, lấy cái nào mới là đọt không, đừng lấy mới là đọt, lấy đọt nha, đừng lấy đọt non, lấy đọt già rồi. Rồi mình đi mua chanh, như là chanh giấy. Ừ. Lấy chùm, lấy hai chùm đi. Mận này mận gì chị? Có mận Ấn Độ không? Để qua đó đi, để qua dựa bên đây nè. Ừ, dựa qua. Mua chục nhánh chanh giấy về mình trồng tiếp. Rồi mới mốt đi, có đi ngang thì ghé mua nữa. Khánh ghé qua một cái chỗ bán cây khác thì Khánh lựa. Cây này là cây dâu, dâu xiêm. Này dâu xiêm phải không chị? Dạ. Tiền lựa đi. Khi nào mạnh mạnh á. Cây khổng lồ đó, ngày lấy cây khổng lồ đi. Đâu? Đó hả? Dâu luôn hả chị? Lấy nó đi. Đây tiền. Cũng vậy hả chị? Cũng vậy á. Khổng lồ. Oh, này về chắc có tái luôn quá. Ừ, lấy nó, lấy thêm cây nữa đi. Kìa 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 chị hồi chị cột có lại mẹ mấy. Thôi vậy sợ chợ chị lựa cho em cây đào quá chị. Cây thôi. Ờ hết hồn rồi, tưởng sao tính dục rồi. Hay cái bông hay không này không phải. Hai cây dâu. Dâu này dâu vàng hả chị? Để Khánh lựa tiếp đi. Rồi lựa gì nữa ta? Cái này bao lâu mới lái chị? Cái này bao lâu mới có lái à? Chị cũng không biết nữa. Chắc hơi lâu à. Đó là Khánh. Ê, nhỏ dữ à. Ừ, đó vậy thôi á. Mọi thứ vậy cây vậy đành chơi vậy luôn. Kìa, vú sữa kìa. Ờ, vú sữa này vú sữa gì vậy chị? Vú này vú gì vậy? Sữa là cái sữa đấy, sữa bơ đó. Dạ? Sữa bơ. Sữa bơ là sao? Sữa bơ hồng. Cái trái nó màu... Vú sữa... vú sữa gì vậy? Gì? Rò gèn hả? Đúng rồi. Bơ hồng gì vậy? Rò gèn là tách xanh. Ủa? Cái này rò gèn. Cái nào ngon hơn lắm? Hơn hả? Có mình rồi. Chị lấy cho em 3 nhánh nha chị. 3 nhánh. Sữa bơ là ăn sực sực có phải không chị? Đúng rồi. Vỏ nó dày vậy. Vỏ dày là hơi chạy rồi. Vỏ nó dày cui rồi. Này giống như bình thường tôi kêu bằng chút sữa dây phải không ta? Không hả? Chị có xe đi ngọt không? Chua à? Chú không? Cái gì nhiêu nhánh là chị? Có thêm 2 cây đi chị. Trả gì hết không? Mua quá chừng à? Hồi chỉ gói lại cho mình là được ha. Được. Chị có quýt không? Được hả? Còn mấy cây được. Mua bưởi nè, quýt nè. Nếu mà mỗi thứ cây cái mình về mình tầm. Chắc có. Mít nè. Chị có mít mít Mã Lai không? Gom lại được như đây rồi đó. Mua mỗi cây, mua mỗi thứ ít cây xong rồi. Giờ mình để lên xe mình chở về nè. Đây là mấy nhánh chanh hồi nãy mua. Đây. 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng, 4 trứng. Cái trứng này nó nhỏ xíu như trứng cò luôn vậy nè. Mấy cái trứng này là mấy con gà tre.
30 con gà tre Khánh bữa hẳn Khánh mua về Khánh thả đó, để dành ăn thịt đó. Thì nay nó mới gớt hột lần đầu tiên, được chắc 2-3 con gì nó đẻ rồi đó. Chào Khánh, xin chào ông bà, cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Rồi Khánh Vy với dì ba với mẹ thì đi chơi, ba chị em ở nhà cũng không có gì ăn, thôi giờ mình bằng thịt gà mình nướng mình ăn cho đỡ buồn. Xuân qua thì đang đi vòng vòng ngoài, tại vì là hồi nãy giờ ở nhà mấy chị em nghe có cái con gì chết, nghe mùi con gì chết mà kêu qua đi kiếm, nó không đi kiếm mà nói nó là cho về cho 1 triệu kiếm ra con đó thì đi kiếm. Cái bắt đầu Khánh mới nói thôi giờ đổi ý, rồi kiếm 1 triệu hiện qua đồng ý, hiện qua mới đi kiếm, mà nó khoan giờ đổi ý lại, giờ chị hai năm tâm, chị tư năm tâm, nếu mà kiếm ra con chết đó đó có chị qua hả. Giờ tiền á thì đang đâm tỏi nè, ớt nè, để mình ướp con gà để đi dịnh chó rồi. Gà này con gà cũng đang đẻ luôn á, có đứng không coi thử kìa, có đâu. Ủa sao mập lâu quá, thôi cái gan nó mập. Mấy có kìa kìa, đừng đứng kìa, chưa đẻ lần nào rồi mấy cơ, này là chuẩn bị đẻ nè, này là 10 ngày nó đẻ nè. Vậy đứng này còn nhỏ mà, vậy chứ nhanh lắm. Mẹ không có nhà, ba bữa nay không có nấu cơm luôn á. Có nồi cơm ăn 3 ngày. Ừ. Biết sao không? Nồi cơm có... liên quan mì tôm không à? Nồi cơm thì kim điện cứ nó nóng hoài cho nên là cũng không nấu nữa làm gì. Có nấu rồi, chút qua chút nữa bắt nồi tắm chó lên nấu cho chó ăn nữa bà. Sáng nay cho chim ăn rồi kêu gọi tiền. Nói cho chim ăn, chim nãy nó khát nước la hết nổi luôn mới cho nấu nước. Nãy là cho chó ăn rồi, hồi sáng này cho chó ăn rồi nè, cho vịt, cho gà ăn rồi nè, cho bò ăn rồi nè, cho chim uống nước cho ăn rồi luôn. Báo tin vui là con bò mới vừa là lẻ lứa thứ hai thứ ba gì đó, thêm 2 con nữa. Ủa thứ tư chứ, lần đầu chết không? Thì nhớ coi là chờ chết lần hay lần gì đó. Chết lần 1 bọn. Ở đâu hồi bỏ nước mắm nữa, bỏ nước mắm nữa, còn bỏ bún nữa. Rồi massage rồi đó thôi, bữa nay tắm muối tắm trắng một bữa, tắm này không trắng nổi à, tắm da nâu. Mình ướp gì là mình để khoảng tiếng một hồi mình sẽ mình nướng cho nó thấm cho nó ngon. Chị rớt ngồi kìa, kìa, kìa. Giờ đang hồi cái mình nướng lên cái da nó đỏ lắm đó mấy. Đây có mật ong nè, có cái mật ong hỏi vàng. Chút kỳ tâm với nha. Nách đồ này kia. Mấy có bỏ ở đây miếng mật ong. Ăn miếng hạt nêm nè. Ám ảnh ghê á. Ám ảnh nè. Trời ơi, đầu luôn á. Thì đợi ai kêu lại đẳng học cái mà lại kêu đựng thôi. Đây còn cái này nó hay lại hay hỏi lại cái con nó động trời luôn. Quay quay phụ tay có tiền xuống à, 2 bịch cây với hữu của anh chứ. Đứa sách bên nữa nó làm cái ì cái nó rớt xuống 2 cái hết. Rồi mấy chị em mới vừa qua tới bên này. Chiều nay có Huy rủ Huy qua ăn thịt gà nướng. Chút lại đầu kia nướng. Cầm cái xe kê á. Cái này mở ra luôn. Hả? Đây 5.000 đồng. Ngày hôm qua tới nay. Bữa nay đáng lý ra là ngày hôm qua đã đem qua đây rồi. Đó. Cho ai không đại.
mà ngày hôm qua thì cuối cùng là ôi, có rồi ghê quá à. Phần thưởng của hai đó, hôm qua anh đâu anh ta đổ đi không chịu để cho hôm qua tính có gì hơn mà nghỉ hơn ngày hôm qua không có gì làm, càng thúi càng mê. Trầm lại làm ơn trầm lại em coi. Cái nắp này biết đi đâu không? Đâu? Người ta lấy rồi. Anh trộm cũng lấy cái nắp. Còn cái bọc đẳng á. Chút nữa bọc. Hồi nãy trước khi đi thì Khánh có soạn một cái bao vỏ dừa nè, cái mình đem qua đây nè. Chỗ này có tàu lá chiều á, nắng buổi chiều thì chỗ này nó cũng rất là mát mẻ, nó không có nắng chói chang. Dễ gì con ơi, dễ gì té. Giờ con nhà em mỗi lần thành đó cũng được. Có ngoài luôn hả Khánh? Ừ. Ê, mình xách cái cục gạch này ra. Ừ. Anh thấy nào ơi? Anh thấy cục gạch thì xách luôn cũng được. Chút xíu nữa xuyên qua sao. Nãy mới bắt cái nồi cơm chó lên thôi. Để nồi cơm chó nó sôi rồi cái qua mới qua sao. Cái này là 4 bụi, 2 bụi cao khiển và 2 bụi bông bập. Ừ, vậy cũng được rồi. Khánh tầm chỗ này. Để mai mốt mình có để cái bàn ăn chỗ này hay gì cũng có chỗ mát mẻ. Đẹp đẹp ngồi cho thoải mái, vui vẻ. Thôi được rồi, kệ nó. Khỏi. Vậy được rồi. Nhiêu đây đủ không ta? Đủ dư sức con ơi. Gà nhỏ mà. Gà có 150 à. Gà... Ủa, Khánh mua hả chứ không phải bắt gà nhà hả? Ừ, gà của cô Tư Phụng á. Chứ cô Khánh không có bắt gà nhà. Cô Tư Phụng cũng nuôi á. Ờ, bà Tư bán nuôi vừa bán. Ừ. Nghe tài rầm á. Chưa đâu. Rồi đốt đi thôi. Trời đang gầm gầm nhưng mà chắc là chưa mưa đâu. Mưa ở đây thôi chứ không có mưa ở đâu hết. Trời ơi, ngồi giữa đường mà quẹt sao quẹt được vô nhà kìa. Đây nè. Cái chuyện trái nóng lá luôn rồi chị. Lên cái là trái rồi. Thôi lấy cái cây quao ra, lấy cây quao ra để hỏi trái cây quao. Con để cái quao mà. Bậy. Lại tấn hai cục gạch phía ngoài kìa. Ừ. Cái cây quao người ta làm sao? Đâu có xài đâu. Có chứ không xài để tới đây. Cô ụp lên cho. Trước sau gì cũng có việc xài nó mà mặn giờ chưa biết xài làm sao. Từ từ ụp nhẹ xíu ụp cho. Rồi trái lên tay cho người. Quéo rồi hả? Lâu quá không qua đây, bữa nay con Quang thấy sao Huy? Nó lạ lắm hả? Trong trần, trùi lũi không còn cái gì hết trơn. Rồi kệ đừng quạt nó, kệ nó đi. Thấy nó cũng sạch sẽ rồi, phải không? Với mấy cây cỏ nó mọc lên. Ừ. Cỏ cái này dễ mà từ từ của Khánh mặn, lần lần cũng chết hết à. Mấy cái nổi nó lại lớn vậy luôn Khánh. Ừ. Tại của Khánh không tỉa. Tại không có bờ bùng thêm với nó khô quá không tưới nước thường xuyên. Ừ. Ừ. Cao kiển hay là cao của mình? Cao của mình á. Nó luôn trồng cao kiển á. Trời ơi, cao kiển có hai cây kìa. Cao kiển mà cắt cái lá bán có tiền không á. Ừ, nó ăn tổm nó ăn hết.
rồi trái rồi. Giờ mình tưới hút kích rễ, nhưng mà cái này cũng tưới ít chứ không có tưới nhiều, tưới chút xíu à cho nó dính ở dưới cái bộ rễ nó thôi. Cái này giống như giống sữa em bé không tìa? Như bột em bé á, giống hạt nêm hơn á. Mà cái này tưới nhữ nhữ nó giống như là Khánh tưới, cái liều lượng nó sẽ ít hơn người ta cho phép một chút xíu chứ không dám tưới nhiều, tại cây mình mới vừa trồng. Tưới được nhiêu hay nhiêu, trời thì chuyển mưa mà hả, mỗi lần mưa thì mình không tưới thì nó lại cây nó cây nó lâu lớn. Cây này cái khế nè, cái táo nè, khi mà có cái thuốc này nó thấm ở dưới cái gốc của nó làm như mấy cái cây nhỏ nhỏ nhỏ, mấy cây cỏ cũng rất là phái luôn. Cái khế nè, cái táo này là mấy cây xài bữa hổm câu năm trồng. Cái này cây sari, sari này là sari ngọt nè. Cái này cây xài tới quý. Cây này cây sari chua. Cái này cây xài tới quý. Trời gầm gầm rồi đó. Mà tưới cái này có một chút xíu ngay cái gốc của nó thôi, lát nữa trời mưa cũng không có sao. Vậy là ăn được phải không ta? Nè, chín rồi phải không? Được rồi đó. Mấy trái? Hai trái. Rồi này cô lượng trái nè. Ừ, hai trái dính này, dính lẹo à. Vậy mình cắt luôn ha, bẻ luôn ha. Ừ, nó đâu mọc ra đâu. Ừ. Để luôn. Trái, trái tên nó chắc được rồi đó. Nó chắc được rồi. Chút mày luôn. Đừng nứt, đừng nứt, cũng như không, mình cái bịch mình còn xài lại được á. Bịch. Cái gì đen đen hết rồi. Cô nhát người ta vậy á. Rồi, tiếp đi. Nè, rõ ràng có cái ổ sâu. Cái ổ sâu nè. Nè. Mưa rồi. Rồi hái đi. Rồi mình lấy cái bịch đó lại tầm tới ở khác. Hừ. Mày hả mày? Khỏi mất công. Ủa cái này bự, đi vô đóng tháo ra. Bao. Nhiêu đây than là dư sức vậy, không có sợ thiếu than. Mình ăn đồ nướng mà mình ghét nhất là nướng nửa chừng mà thiếu than. Cái chú người ta mới tặng. Để bứt thêm vài tàu nữa. Tiện xé tàu lá chuối non để đậy lên con gà cho nó nhanh chín chứ không gì trơn. Được không? Được, để bứt thêm vài tàu nữa.
nhìn cũng có lý. Vậy chứ nó hầm mà chứ để chín lắm á. Thôi nó thơm mày Tiền ơi. Ê ra để trở trở kìa. Nghe thơm rồi đó. Ờ nghe thơm rồi đó. Thấy hấp dẫn rồi đó. Ây da chết cha rồi. Giờ sao ta? Cái cây. Méo cái chân lên, méo cái chân hồi ăn cũng không được đâu. Cái chân để cầm chơi thôi. Cái chân mắc kẹt rồi hả? À chết cha chết cha. Tại lửa nhiều quá. Cháy mà. Con nhọn gà. Con nhọn gà làm gì vậy đấy? Cháy mà bánh đây đây đũa, đây đây đũa bánh chòi bánh á. Đây à, để khều bớt than thôi chứ. Chuyện quay với qua tới à. Quay rước qua. Xe qua bị hết bình. Nghe tiếng xe giống xe nó quá. Phải đâu? Trời gầm gầm mà không biết chín gà không đi nữa nè. Lấy cái cây đè cái dĩ xuống rồi giật cái chân lên. Không được, nó móc vô cứ ngắt à. Khéo cái dĩ ra. Chưa gì thấy gà bị cháy màu lần. Để lôi hết qua đây chứ. Rồi để con đi bước tới trước hai cái chừng nha. Ê lửa cháy. Cái đi đâu rồi? Hôm qua đây khách dĩa với khách cái đũa qua tới giờ đó. Chưa đâu. Chắc hồi gà ăn gà nướng bóng đêm quá. Vậy chứ đậy hầm hầm chút lẹ chín nữa hả? Đậy nữa chứ, đậy nó mới hầm nó mới chín chứ. Này chú già, lá chú già. Chừng trái mâu ô trái lưng á. Này chắc phải trở lê lệ để khác quá. Ủa hả? Ơi, Giang ơi. Cái ông cô nói là qua là chín mà. Trời ơi, chưa chín mới để lên á. Thôi nè, phải ngập đi. Quan trọng là cái bệ này. Đâu rồi? Thơm gì hả? Cắt cái đầu nó ra đi Quy ơi, cái đầu nó ngoe ngoẩy hồi nó không chín với mình đó con. Quy con cắt cái đầu đi. Lấy dao nắm đầu ra ăn khứa đi. Má ơi nó nóng. Cắt cái đầu đi cho mình dễ nướng. Bên cái tấm cái cục gạch đó. Thôi cho mượn đũa em nóng quá. Một chiếc à. Vậy chứ cũng chín gì ta? Cắt làm chi? Cắt mình khó tả, mình để mình khó tả. Cắt ra. Gã nó chết cũng yên như tụi bay nữa. Thôi cái cây này mới đây hôm nay mình không thấy nha. Mình tưới nó mà mình không thấy. Nay nó có cái chòi gừng nè. Cái lá này là lá táo gừng. Khi mà mình nhìn mình phân biệt cái là lá cái lá gừng nó gai không à nè. Còn cái này là táo thái nè, đã tháp rồi nó không có gai nhiều. Nó vẫn có chứ không phải không mà nó gai rất là ít. Thì mình cắt bỏ mấy cái tược gừng này nè. Đó. Nè, mình phải cắt bỏ nó. Tại vì mình để nó thì nó sẽ hút cái chất dinh dưỡng của cái cây của mình. Mình cắt bỏ thì cái cây này nó mới lớn. Mấy cái cây này mình cưng nó giống như em bé vậy á.
khoảng chừng 2 tháng là cái cây nó ra rễ, nó cứng cáp rồi là mình đỡ lo à. Giống như cái cây này cũng vậy nè, cây này nay nó có cái chậu gừng nó ra rồi. Để vài bữa trời nắng lên cái bắt đầu Khánh phun thuốc dưỡng lá nè, chậu gừng nè. Khánh quen cái cầm cây kìm bị ngược rồi. Cầm kiểu kia cầm được. Đó. Hầu như là cái cây nào nó cũng có chậu gừng hết trơn. Nó cũng mọc chậu gừng ra hết. Có cây thì ra ngắn, có cây thì nó ra dài. Như cây này nè, nó ra ngắn mà ra quá chừng luôn nè. Nè, qua thấy không? Thấy nhóc không? Mình bỏ mấy cái chậu gừng này, nó hút chất dinh dưỡng. Mình tưới cái này vừa đủ thấm cái bầu của nó thôi. Vậy là nó ra rễ non. Cây này cũng vậy nè. Cây này với chậu gừng quá hớp luôn. Quá bự luôn. Nè. Này là phát hiện trễ chứ. Phát hiện trễ. Chứ gặp phát hiện sớm chút là mình cắt sớm mà. Rồi bên đây cũng nhìn cái nhánh táo này nè, nó vương cái lá ra nhìn dễ thương dễ sợ. Tốt gì đâu á. Chòi gừng ha. Cắt luôn chòi gừng. Đó. Đây. Quá bự luôn. Cái này có nhánh nhỏ. Chòi nhỏ. Cắt luôn. Cắt bỏ luôn mấy cái nhánh nhỏ luôn. Mình tỉa sớm để cho cái cây nó nhẹ nhàng. Cái này là chòi ghép của nó. Là nhánh ghép. Nhưng mà mình thấy không xong thì mình cắt luôn. Mình giữ một nhánh thôi. Tới chưa? Nó bụng quá à. Mẹ đi. Mẹ bỏ. Lớn. Mì tôm á. Qua nè. Thì tại có đồ ăn không là không chịu nấu ăn. Chứ ai bỏ đói. Ăn mì tôm với nấm mối. Đây có chòi gừng nè. Cây nào có chòi gừng kêu hai nha. Nhiều khi hai không cũng không thấy. Cái cây này quá chừng chòi gừng luôn nè qua. Chòi á. Quá chừng luôn á. Phải lãi nó. Mấy cây này mà bỏ nó chừng nửa tháng là thấy cái cây mình ốm nhom luôn. Ba cây này mập lù, ba cái chòi gừng mập lù. Lãi bông bỏ luôn nè. Hồi nãy giờ là tiền canh con gà. Hôm nay con gà mắc cười lắm. Sao ạ? Đen khúc hay gì? Chút rồi. Dỡ lên thử đi. Nổ. Dỡ lên thử đi. Sợi chưa chín nè. Coi nè. Gì vậy? Cắt gà tắt bét thấy không? Rồi trời. Cắt hay chạy cho nhanh chín. Vậy mới chín đó chứ không hồi nó không chín đâu. Cái đùi chín trước rồi nè, con đỡ cái đùi nè. Con nướng khúc này. Thấy đợt nó gì nè, quái nó gì nè. Ngon quá, hấp dẫn quá đi. Hồi trái chiếc đũa. Nắng ra gì chỗ xương sườn á. Chín được. Hay nướng gà điêu luyện rồi chưa à. Ụp ngược lại tiền ơi. Chưa, khúc cánh chưa chín nữa nè. Khúc này khúc trong cũng chưa trời chín. Trời sắp mưa rồi kìa, ụp lại đi. Thời sắp mưa rồi, để hồi ăn còn ăn được. Hạ xuống đi, hạ xuống. Chưa hạ, đậy nó lại cái là ở trong đây nó hầm dữ lắm. Còn cục than này. Ơi. Thông báo vô Khánh là yêu quái tới. Khánh biết rồi. Bảo vệ sư phụ đi. Sư phụ đây hả?
Ăn thịt đừng tăng hay gì? Ăn thịt đừng tăng. Rồi. Hãy gán được phút nào hay phút đó nha. Ăn ginh sư phụ chạy nha người. Yêu quái đang dần dần kéo tới, giông gió rồi nổi lên này. À, mưa hay không thì không biết. Anh tính là còn bịch phân ở bên chòi bên kia, tính đi gãy phân. Mà hôm qua thì nó nói là trời không mưa đâu hai. Đó. Rồi Khánh thì cũng không biết mưa hay không, cho nên là không dám gãy phân luôn. Không phải là qua nó, mà dự báo thời tiết nó nói nè. Nói gì? Nói là bữa nay nắng gắt chứ không có mưa. 14 giờ 40% là mưa, 30 độ C. 30 độ C, 17 giờ là 28 độ C mà không có mưa. 18 giờ là 28 độ C, 18 giờ. 17. Mày đang coi ở đâu? Bến Tre hả, thành phố? Ở Cây Bắc hả? Coi như con biết là sáng nắng chiều mưa, bữa trưa không biết. Nè. Không có mưa đâu. Vì mưa ở đây đúng không? Không có mưa ở đâu á, mưa ở đây không có mưa ở đâu. Ui. Mốt mình thiết kế một cái đồ nướng gà. Này nó trắng rồi, cho nó chín rồi nha. Mình để ở bên này. Thì cái thịt ức nó vậy cho nó chín rồi. Này sôi kìa, nó sôi kìa thấy không? Chút nữa khều khều ba cái đen đen á bỏ bỏ. Rồi, ăn được đi. Nha. Lên năm. Nhà con cắt ra mới chín chứ không cắt ra nhịn luôn á. Ừ. Rồi mưa luôn. Hên quá, nãy không đi gãy phân, gặp gãy phân là túng đợi trời mưa là ngon rồi. Ừ, chim én nó bay về kìa. Rồi. Các bạn nói gì đâu? Giờ này mới có 4 giờ chiều nhưng mà tối hùi luôn rồi nè. Mình nhìn ở trong điện thoại thì trời còn sáng chứ thật sự ở ngoài trời tối hù. Tối hơn cỡ 6 mấy tối ạ. À. Ừ. Cái đó nè. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Rồi ô con gà nó mở xong luôn. Con gà khô khan không có mỡ thì ăn nó không ngon. Ờ hồi nãy con cắt ra nước nó chảy lòng thòng luôn á. Mỡ hay nước? Nước ngọt trong gà. Mỡ. Nóng quá. Mới chạy ra trời nó sạc, sợ không chết luôn ạ. Sống sao? Không có. Ừ nóng quá xé không được. Chứ không phải là tại con gà chưa chín. Sao tại gà chưa chín mày đặt để thưởng gà nóng. Vậy vậy gà chưa chín con ăn mình con ạ. Ừ. Con hy sinh ăn với con tiền luôn. Hy sinh tội nghiệp con quá ạ. Hy sinh luôn hả? Ngon quá. Thơm phức luôn á. Mà dừa. Mặn dừa ăn. Coi như là dừa chín tới là dừa tời mưa luôn. Giao xà thơm, đưa hai chị hỏi nha. Đó, đợi chị cắt xong rồi trẻ. Ủa đợi nãy giờ á. Ngon, ổi ngon quá. Thạp, 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 thạp. Chín nè. Coi chừng mà. Ai đứng sau lưng con. Hiểu không, hiểu không? Nhìn nè. Rồi hiểu rồi. Hiểu luôn hả? Em quý ré cái luôn kìa, hiểu không? Em nó ré luôn. Cái này này. Rồi. Rồi, Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị và bạn cùng ăn gà. Gà nướng. Trời trời. Một buổi chiều trời mưa ăn gà nướng tại chòi. Rồi đó thì ba đừng nhích nữa ba. Mất hình ảnh hết. Nhích nữa là mất hình ảnh. Mở nó kìa. Rồi xin mời. Liếm mày để vậy liếm. Ngon quá. Để này. Thơm, vừa thơm mà vừa hấp dẫn. Vừa ăn không hả mặn? Vừa ăn. Ăn ổi trước thì làm sao? Ổi ngon lắm cô Khánh. Đã lắm. Ừ. Ủa Khánh tòng không là cô Khánh không biết con. Ngon. Cô Khánh tòng mà con ăn trước rồi đó. Ừ. Tôi phát hiện á, chị hai nó ở chưa, chưa chín, còn ngon. Nó là vừa ba trái bự á, chứ mấy trái kia cũng mới bầu á. Ai? Thịt ghê, để cho nóng.
Bi qua ăn đi, Bi qua. Dạ. Ăn nào. Cô ăn cái giò. Giò có đâu bạn? Giò có đâu ăn. Nè ăn cái ớt đi. Con me nói nãy giờ đó. Ăn cái ớt đi cho ngon, cho thịt nhiều. Giờ ăn cái này, giờ này giờ nước không có gì ăn á. Ăn cái đùi đi. Cái đùi á. Con giò ba. Hàng gì có tiền nói ăn được. Đúng không? Có tiền đâu nướng nó tới đâu. Rồi, không phải, nướng nó tới nó đâu còn gì ăn. Ăn nó nhai nó rụm rụm đã lắm. Ờ, thì cô sợ nó khác cho nên cô không nướng nó nữa. Thái chín rồi. Xin mời ông bà cô chú chị anh chị với bạn. Ăn đi bà, ngon lắm rồi. Con xin mời ông bà cô chú. Ăn cái này nè, nó giống như cái da heo vô, quay giòn vậy đó. Mà ngon thiệt cái nha. Hình như cái gan ở trong chưa chín. Nó chín rồi mà nó chưa khô. Chín rồi mà tại nó chưa khô thôi. Con ơi Vy. Giờ con hết ăn nào. Đùi nè, cắt gan đứa đứa cục đi. Bốn cái ừ bốn cái rồi ăn đùi, ăn đùm tấn ngay cho nó bỏ đùm tấn. Nó nhiều lắm. Gì? Nhiều đâu sao nè. Thôi, tới gặp. Nè. Bỏ đùm tấn. Đùm tấn. Đúng là đùm tấn béo thiệt. Rồi, ừ, thỏ ra vô nha. Với chứ còn bốn con tay. Rồi nè, Quy. Đó. Đùi cái giò luôn á. Con gà này. Con cái đầu cho nè. Nó dài quá cô khách. Không, mà, không, mà không phải dài mà giờ vừa ăn á. Chứ không phải vừa dài. Cái ghế hấp của con phải ngồi chậm hả mà ăn mới tới. Chứ con gà mà mềm hơn ăn không ngon. Không có con gà, không nói con gà hải dường, cái dai nó dai quá. Thịt gà dai ngon ha. Ngon quá à. Ngon quá. Ngon. Nó mặn nhưng mà nó mặn vậy ăn mới ngon nè. Không có gì ăn ngon mà không ngán. Nó mặn ngoài chứ không mặn trong. Nó mặn vừa. Nó vừa mình khỏi cần chấm á. Ngon quá. Ăn mà ai chụp lâu lắm nữa. Mới được ăn gà nữa. Ăn mà được vừa ăn mà vừa được chụp hình nữa. Đời mưa uống hoài ngồi xong ăn gà đã kìa. Lâu lắm rồi mới được ăn gà. Gà nướng muối ớt rồi. Nhớ đợt cây gì mùi ăn nhớ không? À. Cái này luôn. Tại ngoài mưa lâm râm chứ cũng mưa lớn. Mà có điều trời giáng đông sấm chết. Mưa này á, là tại vì cái hột mưa nó nhuyễn vào cho nó lớn á. Khi ngoài ướt á, tại hột mưa nó nhuyễn. Hột mưa nhỏ phải không? Hột mưa nhuyễn chứ. Còn hôm bữa chở Vy đi học về mưa như con trâu vậy mà mưa hay mưa không thấy đường chạy xe luôn á. Cái dài dài quá, cắn miếng vàng rồi. Cái dài nó giòn nữa. Giòn mà dai mà chậm đà luôn. Ăn hai cái giò nó không có rung. Cầm ăn cái giò cầm ly rượu nó không có rung hay gì. Mưa lớn rồi kìa. Ào ào tới luôn kìa. Hy vọng là lát nữa ta trời tạnh mưa để mình về nhà cho đỡ ướt trước khi tối. Để xe mà mưa luôn à. Rửa xe. Mưa lớn lắm đùng đùng luôn rồi. Mà mưa lớn rồi đó. Nghe từ xa luôn hả? Phải nãy gãy phân rồi, giờ được rồi, qua cảng. Trời không dám đâu, mưa này hay gãy phân trôi phân hết. Không có mưa này gãy thì hồn nó mới tan. Trời ơi, qua cảng chỉ cần giữ bớt hồi tiết thôi chứ qua đâu. Phải mưa nhỏ, mưa dầm mà mưa nhỏ nó mới thấm. Mưa dầm thấm lâu hả? Chứ mưa này cũng trôi dũng hết. Đi gãy phân vừa có đời nào mẹ đi gãy về đâu. Cái hẳn ha. Nhà đâu có gần đây đâu. Hay là ở gần thân tháng nữa không có dầm rồi. Cái gì? Gan hả? Ăn gì ấy? Ai? Uống nước ăn cho hết á. Uống thâu câu. Con mất ăn nhìn thâu câu của tao. Để ăn dầu cắt cái này. Cắt cái cục dầu. Cắt rồi. Cắt cái này vậy.
Uống ra hay thử ăn. Vậy hoài luôn á, nắm cho cầm. Mà lớn à.